Nam mô Bích Thầy dạ. Đây là chương trình Phật Pháp rất là mắt trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Houston 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con là nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức và thần chào tất cả quý đạo. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng Giêng năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma. Thì khi giáo đảng biên soạn bài 58, nhóm vô lượng phần Abhimanya thuộc tánh bi mẫn, Karuna và tùy hỷ. Mudita sẽ do thượng tọa giáo đảng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bích Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải. Muôn điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành thanh. Đức Thầy Giáo sư Tối Lành Thầy chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Kính bạch cho tâm đức kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Thắng Pháp Abhidhamma bài 58, nhóm vô lượng phần thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ. Chúng con cũng thỉnh cầu tự siêu từ bi dẫn nhập bài học. Nam mô Bích Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Địa Tư Phật. Kính chào Thưa Tâm Đức và thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, thủ tánh tịnh hảo có 25 thứ, 19 thứ là thủ tánh tịnh hảo biến hành, và 6 thứ thuộc tịnh hảo biệt cảnh. Trong 6 tịnh hảo biệt cảnh đó, chúng ta tuần rồi đã học về 3 thủ tánh ngăn trừ phần chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Hôm nay chúng ta học 2 thủ tánh tịnh hảo biệt cảnh là vô lượng phần, bi và tùy hỷ.
và tính tình hảo, biệt cảnh thứ sáu, trí tuệ. Trước đây, trong khi chúng ta học đến vô tham vô sân, chúng tôi có đề nghị với Thượng Tọa Nhất Đẳng đem cái tâm sở trí tuệ là vô si để học đến vô tham vô sân vô si. Bài về căn hảo, căn thiện, căn vô ký, nhưng mà thấy trong bài học thì bài học kế tiếp sẽ là thủ tánh trí tuệ, cho nên không biết ý của Thượng Tọa Thích Đẳng là muốn giảng lại cái thủ tánh trí tuệ hay là vậy nè. Hôm nay chúng ta nếu như Thượng Tọa Pháp Đẳng cho biết là sẽ không có giảng lại khi mà qua cái thuộc tính cuối ở trong sáu cái tình hảo biệt cảnh, chỉ vậy thôi. Rồi tuần sau ngày ta sẽ học chuyển qua ở đây bi và tùy hỷ, hai câu thuộc thánh này nó nằm đơn lẻ, mà thường thì chúng ta nghe nói đến từ bi hỷ rồi xả, nhưng mà vì tâm từ cái chi pháp của nó thuộc về cái tâm sở vô sân, xả trong vô lượng tâm thì nó thuộc về cái thuộc tánh trung hòa tập trác, hai cái thuộc tánh bi và tự hỷ, mudita karuna, karuna mudita, thì vì nó là bất định nên nó nằm tịnh hảo. Trong khi đó thì vô tâm sở trung hòa là hai trong 10 tâm sở tịnh hảo biến hành, nó hợp với tất cả 100, nó hợp với tất cả chín muốn tâm tịnh hảo. Cái điều này thì đối với người mà học ví dụ pháp, học thắng pháp, đã thuần thục thì cái chuyện đó không phải là rắc rối, là khó nhất, nhưng mà tập như nọ nhưng mà chúng ta học dần dần rồi cũng sẽ quen thôi. Giờ thì xin mời cô Lăng và Nguyệt con thị đọc cho chính phần của cùng diễn vô ở đây. Dạ, nam mô Bụt Thầy Gia Sa Tú Lành Thầy, chúng con kính tri ân thầy Tế Siêu đã dẫn nhập cho bài học. Bây giờ thì con xin đọc phần chánh văn bài học hôm nay, trần thắng pháp Abhidhamma, bài 58, nhóm vô lượng phật, Abhimanya thuộc tánh bi mẫn, Karuna tùy hỷ, Mudita vô lượng phật,
Và mạnh nhà ở đây có nghĩa là không hạn cuộc đối với cảnh. Nói rõ hơn hai thuộc tánh này, bi mẫn và tùy hỷ, nằm trong những tâm lấy chúng sanh làm đối tượng. Và bởi vì không có giới hạn phân biệt, nên bi mẫn và tùy hỷ thật sự là tâm không có sự phân biệt đối với thân, sơ, chủng tộc, ngoại hình. Đây là hai thuộc tánh. Nếu mà ngay trong hình thái phối thai nhất định đã có sự trưởng thành, chứ không giống như thuộc tánh vô sân là chi pháp của từ vô lượng tâm, và thuộc tánh quân bình là chi pháp của xã vô lượng tâm. Theo thắng pháp Abhidhamma thì tam bi và tùy hỷ chỉ thật sự hiện hữu khi không có sự phân biệt thân, sơ, gần, xa. Khác với từ thuộc tánh vô sân và xã thuộc tánh quân bình, hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ không thuộc nhóm thuộc tánh tịnh hảo biến hành có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo, mà thuộc các thuộc tánh tịnh hảo biệt cảnh. Nói chính xác, bi mẫn tùy hỷ là gì? Bi mẫn karuna là sự cảm thông sâu sắc nỗi khổ của chúng sanh khác. Tất nhiên trong sự cảm thông đó là thái độ mong cho chúng sanh hết khổ được vui. Tùy hỷ mudita là hòa vui theo hạnh phúc của sanh, từ đó mong cho chúng sanh được nhiều hạnh phúc hơn. Đau khổ và hạnh phúc qua cái nhìn của bi mẫn và tùy hỷ, dựa trên trực giác và kinh nghiệm bản thân. Thứ định nghĩa đơn thuần nhất, không qua sự dài dòng văn tự. Bởi vì cả hai đều thuộc vô lượng phần, nên không có giới hạn trong mức độ và đối tượng. Bi mẫn, tùy hỷ theo cách nói vĩ mô. Hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ không thể cùng lúc sanh khởi trong một sát na tâm, vì hai đối tượng khác nhau. Cảnh của bi mẫn là chúng sanh đau khổ, trong khi cảnh của tùy hỷ là chúng sanh hạnh phúc. Thuộc tánh bi mẫn chỉ có mặt trong những tâm giới, trong những tâm sắc giới, thọ hỷ, vì ngũ thiền quá tế nhị cho hai thuộc tánh này. Cũng nên lưu ý là thuộc tánh bi mẫn chỉ có trong tâm thiền sắc giới thọ hỷ, là điều khẳng định bi mẫn không có nghĩa là buồn dùm cho chúng sanh đau khổ. Mặc dù có định nghĩa là sự rung động trước cái khổ của chúng sanh. Hai thuộc tánh bi và tùy hỷ, hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ có mặt trong tâm quả sắc giới thọ hỷ để làm chức năng tục sinh, tiềm thức và mệnh chung. Trong lúc ở dục giới thì không có trong tâm quả. Đây là sự khác biệt trên phương diện thiền định. Bi mẫn, tùy hỷ nói theo bình diện rộng. Hai pháp bi mẫn và tùy hỷ được đề cập nhiều trong kinh Tạng bằng đích danh hay qua các hình thái liên hệ. Chính tâm bi mẫn giúp hành giả tiêu trừ ác tâm, quán thù, trong lúc tâm tùy hỷ giúp xóa tâm, ganh tị, đố kỵ, vốn là những thứ tâm bất thiện thường xảy ra trong cuộc sống. Bi mẫn, tùy hỷ là hai trong bốn vô lượng tâm, từ, đi, hỷ, xả. Bốn vô lượng tâm này vừa là tâm cao thượng đối với thai nhân, vừa là tâm thiền định để phát triển thiền chi, đưa đến thiền chứng. Sự tu tập bốn vô lượng tâm có tác dụng lớn để chứng đắc tâm giải thoát theo thiền chỉ Samatha. Đại bi tâm cũng là đặc điểm của Bồ Tát hạnh trong nỗ lực quân tu Pháp Ba La Mật. Chư vị Bồ Tát hướng cầu giác ngộ vô thượng đều có tâm ý thức về sự đau khổ một cách sâu sắc để tự mình vượt thoát khổ đau và mong chúng sinh thoát khổ. Ngữ và nghĩa từ bi, hỷ, xả là bốn phạm trú trong thuật ngữ Phật học được gọi ngắn gọn và rất phổ thông. Khi gọi như vậy, đôi lúc khiến một số người lầm tưởng có hàm ý là những cảm xúc mạnh, như bi là biết buồn trước khổ đau của người khác, hỷ là vui sướng trước hạnh phúc của thai nhân, xả là tha thứ, không cố chấp lỗi lầm. Nhưng định nghĩa như vậy rất sai với ý nghĩa quy nguyên của từ bi, hỷ, xả trong Phật học, mặc dù thoạt nghe rất gần gũi dễ hiểu.
nên cẩn thận, có trạng thái tùy hỷ với tâm thiện dục giới thọ xả và tâm bi trong tâm thiện sắc giới thọ hỷ là điều mà người học nên lưu tâm khi tìm hiểu về hai thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ. Hai thuộc tánh này không phải là cảm thọ như trong thuộc tánh thọ. Hình ảnh minh họa hôm nay là hình ảnh minh họa một hình ảnh là phân chia năm hai thuộc tánh và một hình ảnh là thuộc tánh bi mẫn và tùy hỷ. Điều đã nói và điều sắp nói bài học trước là nhóm ngăn trừ thuộc tánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bài học tiếp theo sẽ là thuộc tánh trí tuệ. Chánh phân đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học Nam Mô Bổn Sư nhé. Xin được hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ vâng. Kính thưa thượng tọa tu sĩ, cảm ơn cô Lâm Giáo Nguyệt. Kính bạch chư Thông Đức và thưa quý Phật tử. Kính bạch chư Thông Đức và thưa quý Phật tử. Kính bạch chư Thông Đức và... Chúng ta đang trở lại với một đề tài mà tương đối rất là quen thuộc. Quý vị Phật tử hãy chờ chúng tôi một chút. Không biết là Đại Đức Từ Tri muốn unmute hay là mute ở bên Zoom, hoàng nghị cho biết. Thì muốn truyền thanh qua bên Zoom hay là muốn chúng tôi nói chuyện trực tiếp qua bên Zoom vậy? Chào mừng. Kính thưa Tôn Đức và thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học về hai cái thuộc tánh bi và tùy hỷ. Rất ít trường hợp mà khi đi vào Phật học chúng ta lại nói riêng lẻ hai cái trạng thái này và đi chung với nhau. Thông thường chúng ta phải nói cho đủ rồi là từ bi, hỷ và xả. Nhưng ở đây chúng ta không có nói cái đầu, không nói cái đuôi, mà chúng ta nói cái giữa. Như lời diễn nhập của trường tập thực siêu thì ở trong pháp từ bi xả đó, thì hai pháp đã được đề cập ở trong phần thuộc tánh tịnh hảo biến hành, đó là từ tức là vô sân và xả đó là thuộc tánh quân bình. Hay hồi nãy thì đó tôi sử dụng cái Trung Hoa, thì cái sự khác biệt là từ và xả đó thì có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo và không nhất thiết là vô sân và thuộc tánh quân bình. Có khi lấy chúng sanh làm đối tượng và có khi không lấy chúng sanh làm đối tượng. Chúng ta nhớ như vậy hai thuộc tánh đó. Và khi mà từ và xả không lấy chúng sanh làm đối tượng thì nó không gọi là phạm trú Brahmavihara, nó chỉ đơn thuần là vô sân là trạng thái mát dịu và quân bình là trạng thái tâm an nhiên quân bình, chứ không hẳn là phạm trú. Khi mà thuộc tánh vô sân và thuộc tánh quân bình phạm trú thì nó phải đạt được hai cái chuẩn, là hai thuộc tánh nó phải lấy chúng sanh làm đối tượng, tức là mong cho chúng sanh được an lạc, hoặc giả là nhìn chúng sanh với một cái tâm. Và thứ hai nữa đó, là khi đã gọi là phạm trú thì phải lấy vô lượng chúng sanh, không có phân biệt là gần xa thô tế thân sơ, hay gọi là apamanya.
là vô lượng. Nhưng mà riêng về hai cái trạng thái bi và tùy hỷ thì đây là một cái đặc điểm mà chúng ta tìm thấy trong Thắng Pháp, gọi là thuộc về vô lượng Phật, là nó phải vượt qua khỏi cái ranh giới của cái sự phân biệt hạn cuộc. Và nếu khi mà nó chưa vượt qua cái ranh giới đó thì nó không gọi là bi và tùy hỷ. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là đối với tâm từ, là tâm chân mong cho người khác được vui, và tâm bi mong người khác bớt khổ. Thì cái tâm từ không nhất thiết là nó thuộc về phải là vô lượng Phật. Nhưng mà tâm bi phải thuộc về vô lượng Phật. Và điều này chúng ta phải phân biệt, và phân biệt rất kỹ. Thưa quý vị, có những lần mà Chư Tăng bàn thảo với nhau, chúng ta nói về một trạng thái tâm, một cái thuộc tính vô sân, có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo. Vô sân chỉ là sự mát vẻ, mát dịu, không có nóng nảy. Mà nếu mình phát triển cao thì nó trở thành tâm tư, và nó trở thành phạm trú, lấy vô lượng chúng sanh làm đối tượng. Trong lúc có tâm bi á, cái thuộc tánh bi đó, thì ngay trong cái phôi thai, ngay trong cái phôi thai, thưa quý vị, tức là trong trứng nước á, thì nó đã là một cái thuộc tánh vô lượng. Một cái thuộc tánh không có giới hạn. Điểm này thì phải học Thắng Pháp và phải lấy lý do tại sao mà đi và tùy hỷ nó bắt buộc phải nằm ở trong Appamanya, tức là vô lượng Phật. Bây giờ thì chúng tôi khoan đi vào chữ vô lượng Phật thêm nữa, mà muốn định nghĩa đích xác bi là gì và hỷ là gì. Và cũng phải nói thêm là cái phương diện ngữ và nghĩa đó, thì cả hai chữ này đều tạo nên một sự nhầm lẫn, sự nhầm lẫn rất lớn. Thí dụ như là bi có thể hiểu lầm là một thứ cảm xúc, như là nó sầu bi khổ ưu não, hay là bi ai, bi thống, chứ bi là buồn. Và cái tâm bi mẫn hay đại bi á, thì nó không phải là một trạng thái buồn. Không là một trạng thái buồn. Mà bi á, có thể hiểu là một trạng thái cảm thông, nỗi đau khổ của người khác. Vì nào đã từng đi cứu trợ thì mới hiểu được cái trạng thái này. Và ở trong đời sống hàng ngày thì chúng ta có thể hiểu được là tại sao mà trong Thắng Pháp á, tâm bi lại có mặt ở trong các tâm hỷ. Và riêng trong tâm thiền, về thiền sắc giới á, thì tâm bi chỉ có mặt ở trong những tâm những cái tâm thiền sắc giới thọ hỷ thôi. Chúng ta nghe rất lạ, tại vì mình cảm thấy sự đau khổ của chúng sinh mà làm sao mà thọ hỷ được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi nói là bi ở đây tức là sự cảm nhận, cảm thông nỗi khổ chúng sanh khác bằng một sự sâu sắc. Và cảm thông nó rất khác với cái trạng thái gọi là buồn dục. Khi nào mà quý vị qua bên Thái Lan, người Thái là họ khi họ nói chuyện hàng ngày đó, thay vì họ nói please hay là xin vui lòng, thì họ không chỉ vui lòng mà họ dùng cái chữ karuna. Và karuna có nghĩa là bi mẫn. Thì chữ karuna mình mới nghe đó, nếu mình học Phật học mình cảm tưởng như là mình năn nỉ, mình xin sợ người khác,
cho người ta động lòng. Nhưng mà karuna không phải là động lòng, hay là mà karuna tức là một cái sự cảm thông, một cái sự cảm thông để giúp đỡ người khác, cảm thông mong cho người khác được thoát khổ. Và cái cảm thông đó nó không mang cái tính gọi là bi lụy. Hồi nãy chúng tôi có nói một chuyện là khi mình đi cứu trợ, đặc biệt là có những lần mà chúng tôi sang cứu trợ bên Philippines, bên Miến Điện và bên Nepal rồi chẳng hạn, thì chúng tôi cảm thấy rằng trước cái nỗi khổ của loài đó, trước nỗi khổ của những nạn nhân của thiên tai như là bão ta hay là động đất của Nepal, bão đang Miến Điện, thì mình đến đó, mình không thể cứu trợ bằng cái tâm mà buồn. Khi mình buồn á, cái tâm mình nó mất đi cái nhuệ khí đi. Mà càng thấy người ta khổ thì mình càng phải tích cực dốc lòng để làm hơn. Và cái trạng thái mà mình dốc lòng tích cực làm hơn đó, thì nó nằm không có nằm ở trong một cái cảm xúc bi ai như người ta nghĩ. Đây là một trạng thái rất là khó hiểu khi mà một người nghĩ đến tâm đại bi của Đức Phật. Đức Phật làm rất nhiều việc cho chúng sanh, nhưng mà Ngài không có cái tâm cảm xúc mà bi ai. Lấy một ví dụ là buổi sáng Ngài quan sát thấy có một ông Bà La Môn không có cái duyên lành để giác ngộ. Và Đức Phật, hay là Đức Phật quan sát Tướng Cướp Angulimala có cái cảnh duyên giác ngộ. Nhưng mà hôm đó đó, nếu mà Đức Thế Tôn không xuất hiện kịp thời, thì người cù sát Angulimala sẽ giết mẹ của mình. Bởi vì bà mẹ đi đến để báo tin cho con. Mà Angulimala thì quá muốn để hoàn thành cái đại nghiệp là giết 1.000 người. Thì 999 người rồi. Thì Đức Phật đã đến khu rừng đó để độ cho Angulimala. Thì Đức Phật đã đến đó xuất hiện. Ngài không xuất hiện bằng cái tâm bi lụy. Ngài không xuất hiện bằng cái cảm xúc buồn. Mà Ngài đến bằng tâm bi vận. Và chúng ta phải hiểu là cái trạng thái bi vận nó vượt lên trên cái mà chúng ta thường nghe một cách rất là cải lương. Đó là mình đau cái nỗi đau của chúng sanh, hay là mình buồn giùm cho người khác. Tâm bi không có buồn giùm cho người khác mà không đau. Mà tâm bi một cái sốc nỗi khổ là chúng sanh nó đang chịu khổ. Bởi vì Ngài Narada, Ngài có nói như vậy là cái kẻ thù trực tiếp của tâm bi mẫn đó là sự độc ác hận thù, mà cái kẻ thù gián tiếp của tâm bi mẫn đó là cái tâm bi lụy. Về điểm này rất là khó hiểu. Có những người mà thấy người khác khổ mình chết đứng trong lòng, hay có những người thấy người khác khổ mình chịu không nổi, mình muốn quay mặt đi tại vì mình chịu không nổi. Nhưng mà như vậy chúng ta không giúp ích gì cho người ta được hết. Và đó là một phản ứng của cảm xúc, chứ không phải là một tâm bi thật sự. Tâm bi thật sự đó là biết chúng sanh khổ, mong cho chúng sanh thoát khổ và giúp sanh vượt khổ. Thì cái tâm bi là một cái trạng thái, nó không liên hệ đến sự bi lụy. Chúng ta nên hiểu về điều này. Thậm chí là chúng tôi có nói chuyện với những bạn trẻ ở bên Mỹ, thì có trường hợp này, thưa quý vị. Thỉnh thoảng có một vài bạn trẻ ở bên này đó, vì cha mẹ cũng tương đối có tiền nên khi đi học thì không phải phải nợ, và khi tốt nghiệp ra trường rồi thì một cái tương lai sáng lạng chờ đợi sau những năm học làm bác sĩ. Thì những bạn trẻ này họ lại phát tâm để đi làm thiện nguyện ở tại Phi Châu, tức là đi giúp đỡ cho
những nơi mà người ta thiếu bác sĩ, người ta cần sự chăm sóc về y tế. Và khi những người đó trở về lại Hoa Kỳ để thăm gia đình, thì lên chùa, thì chúng tôi có nói chuyện. Và ở trong lúc nói chuyện đó, chúng tôi có hỏi rất kỹ về cái đời sống tinh thần, đời sống nội tâm của những vị này khi mà sang Phi Châu. Thì những vị này cũng kể lại là đi gặp những người rất là khổ, khổ vì đói đủ thứ hết, khổ vì thiếu phương tiện. Và chúng tôi cũng hỏi thăm là khi mà mình sống với những người khổ như vậy, mình có khổ không? Thì những vị này nói rằng chỉ bận rộn giúp cho họ thôi, chứ mình đâu có ngồi đó mình rầu rĩ không có gì. Thì điều đó nó đúng cái nghĩa của cái tâm bi bận thật sự. Lạ lắm thưa quý vị, chúng ta cứ nghĩ rằng mình đến một nơi mà người ta rất khổ thì mình sẽ buồn. Không phải. Mình sẽ buồn khi mà mình không làm gì hết. Mình buồn chỉ là một thái độ phản ứng. Hay mình buồn mình rầu rĩ, mà rầu rĩ mình không giúp được người ta. Thành ra chúng ta nên hiểu rằng có một thứ bi bẩn, mà sự bi bẩn đó là cảm thông được nỗi khổ, bắt tay vào việc giúp đỡ cho người khác được thoát khổ. Nhưng mà nó không hề là một trạng thái bi thương. Dạ. Bởi vì Ngài Narada, Ngài nói rằng cái kẻ thù gián tiếp của tâm bi, tức là sự bi lụy, bi thương, nó là kẻ thù gián tiếp, nó không giúp ích được. Và khi mà mình cảm thông sự đau khổ của người khác đó, thì cái tâm bi đó nó phải vượt ra khỏi cái, một cái trạng thái rất là tế nhị, là liên quan đến ngã tính. Đây là ta, đây là của ta, đây là ngã của ta. Một bà mẹ mà thấy đứa con của mình nó bị người khác chửi mắng, thì bà mẹ khóc, bà mẹ buồn. Buồn vì nghĩ rằng đó là con của mình. Mình không muốn con mình bị ai ăn hiếp, bị con bị ăn hiếp mình khóc. Thì cái đó nó không đúng nghĩa với tâm bi. Nó không đúng nghĩa với tâm bi ở trong quy vận Phật giáo. Tại vì sao? Tâm bi đó nó chỉ áp dụng ở trên cái giới hạn là con của mình. Mà nếu không phải con của mình mà của người khác, thì ai sống bằng ai, ai chết bằng ai, thì cái đó không phải tâm bi. Tâm bi ấy, nó không có nằm ở trong cái giới hạn của đây là con của mình, đây là cái gì của mình. Nó không có cảm xúc. Mà tâm bi là một cái sự cảm nhận. Cái chữ đúng nghĩa với chữ tâm bi đó là sự cảm thông. Một cái người cảm thông với người khác không có nghĩa là người đó phải buồn giùm cho người khác, phải bi lụy giùm cho người khác. Tại ra chúng ta nên hiểu ý nghĩa của tâm bi như vậy. Và cái trạng thái, một cái thuộc tính khác ở đây chúng ta được gọi là tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ, tâm hòa vui theo cái hạnh phúc của người khác. Muốn hiểu cái tâm tùy hỷ đó, thì chúng ta nên hiểu cái gọi là cái bệnh trầm kha muôn thuở chúng sanh. Đó là bệnh ganh tị và đố kỵ. Ganh tị đố kỵ tức là ví dụ mình làm ca sĩ mà nghe người khác khen một ca sĩ khác đó, thì không thích. Không thích. Mình cảm tưởng như người ta khen người khác là mình là mất đi cái thế giá của mình, ta chê mình. Hay là cũng cùng là bạn bè, nhưng người bạn mình thành công thì mình dèm pha. Tại vì lý do đó là mình thấy người khác được thành công, được hạnh phúc, được nhiều phước, thì mình cảm thấy mình đố kỵ. Thì cái đó đối lập với tâm tùy hỷ. Cái tâm tùy hỷ đó, nó không phải là một cảm giác vui. Dạ, nó không phải là cảm giác vui, bởi vì trong những tâm thiện, gọi là đại thiện đó, nó có cái tâm thọ xả. Nhưng mà trong tâm thọ xả đó, nó vẫn có cái tâm. Thật ra cái chữ hỷ ở đây đó, chúng tôi cũng rất ngại, giống chữ bi vậy đó. Hỷ ở đây có thể hiểu tạm như là một thứ cảm xúc. Nhưng mà kỳ thật đó, cái tâm thọ hỷ là cảm thấy nó là một trạng thái
Ví dụ như Đức Phật, Ngài thấy chúng sanh tốt, không nghĩa là Ngài hí hửng, mà Ngài thấy chúng sanh tốt. Ví dụ như một vị tôn giả nói pháp tốt, một vị tôn giả tu tốt, thì Ngài tùy hỷ. Và chúng ta tạm dùng chữ hỷ ở đây thôi, chứ không phải là Đức Phật Ngài thấy một người tu luyện mình, Ngài vui mừng. Và cái vui mừng, cái kiểu mà cảm không có chuyện đó. Nhưng mà vì là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và mình thấy ai được giàu sang, được hạnh phúc, được thành công, và mình đón nhận điều đó như là một điều đáng có, nên có. Và cái sự đón nhận đó nó không nhất thiết là mình biểu lộ bằng cái tâm tư vui ra mặt, mừng ra mặt, không phải vậy, mà cũng có thể bằng cái tâm thản nhiên, nhưng mà lại nếu cần thì tán thán điều đó. Dạ, không có ganh tị, không đố kỵ với người như vậy. Chúng tôi rất là ngại khi mà có những danh từ như là từ bi hỷ xả mà người ta nói quen quá đó, rồi nó tạo thành một cái sự hiểu sai hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về điểm này. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta tạm có cái định nghĩa ngắn về thuộc tính bi mẫn, tức là cảm thông cái khổ đau của chúng sanh khác. Và cái cảm thông đó, đó nó lại có cái ý hướng mong chúng sanh thoát khổ. Và hỷ tức là cảm nhận cái hạnh phúc của chúng sanh khác bằng cái tâm chấp nhận thoải mái, mong mỗi chúng sanh đã hạnh phúc rồi, hạnh phúc nhiều hơn. Nói một cách khác đó là đây là hai cái phản ứng, hai cái cảm xúc rất là lành mạnh, rất là đẹp, rất là cao thượng của một con người đối với đau khổ và hạnh phúc của chúng sanh khác. Về điểm này đó thì nó tương tự như trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta nghe những câu nói rằng kỹ sở bất dục, vật thi ưu nhân. Cái gì mà mình không muốn cho mình thì mình không muốn cho mong muốn người khác. Mà cái gì mà mình cảm thấy rằng mình sống, mình mong được cái gì thích hợp, cái gì an lạc, cái gì dễ chịu, thì mình cũng mong chúng sanh được như vậy. Và mình không mong cái sự đau khổ. Và khi người khác đau khổ thì mình cũng mong cho người khác tránh sự đau khổ. Và ví dụ như là mình vào trong cái phòng rửa mặt ở trên máy bay mà mình thấy nó dơ thì mình không thoải mái. Thì bằng cái tâm bi mẫn nghĩ đến người đi sau, mình nghĩ rằng sau khi mình sử dụng xong mình phải lau cho sạch, tại vì mình không mong muốn rằng ai bước vào trong đó thấy nó dơ, thấy cái bồn rửa mặt dơ giống như mình đã từng thấy vậy. Cái đó cũng là một trạng thái tâm bi mẫn. Hay là mình đi mình thấy có cái gai, cái miệng chai, mình xích nữa mình đạp rồi, thì mình thấy được, không phải mình làm lơ, mà mình thấy được xong mình để mình nhặt, mình để một nơi an toàn, tại vì mình mong không ai bị như vậy. Cái đó nó cũng là cái mà mong cho chúng sanh không có đau khổ. Và nó cũng mong chúng sanh được an lạc. Ví dụ như mình bước vào trong nhà vệ sinh mà mình cảm thấy sạch sẽ, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy nó không nhất thiết bị hí hửng ra bên ngoài, nhưng mà khi rời nhà vệ sinh thì mình cũng lau dọn sạch sẽ, mình mong rằng những người đến sau cũng được cái hạnh phúc như vậy. Đó cũng là một trạng thái tâm tùy hỷ. Thưa quý vị, bởi vì nó là một thứ tâm thái rất là đế nhị, nên chúng ta tuyệt đối không nên nghĩ rằng tâm bi, thuộc tánh bi và tùy hỷ đó,
nó chỉ có ở trong cái tâm hỷ, mà không có trong tâm xã, trong thường thuộc tánh hỷ, tùy hỷ. Và cũng không nên nghĩ rằng cái tâm bi không có mặt ở trong tâm hỷ. Nó ngược lại đó, là có nhiều cái vị có cái tâm tâm bi mẫn, nhưng mà bi mẫn bằng cái tâm thọ hỷ. Chư vị A La Hán cũng có, tổ phạm nhân cũng có. Và trong những cái tâm thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đều là tâm thiền có hỷ và lạc đó, thì có cái có cái bi, tâm bi ở trong đó. Dạ. Tâm thiền nào có tâm bi, vì lý do là như vậy là lát chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói sang cái phần trên bình diện rộng đó, thì tư bi hỷ xả đó nó thuộc về những cái đề mục của thiền samatha, tức là thiền chỉ. Chúng ta sẽ nói thêm về điểm này, nhưng mà hiện nay chúng tôi muốn cố gắng để quý Phật tử khi học về tâm bi và tâm tùy hỷ vượt ra khỏi cái quan niệm về cảm xúc. Dạ, về cảm xúc đó là có thể có tâm tùy hỷ, có thể có thuộc tánh tùy hỷ ở trong tâm thọ xả, cái tâm đại thiện thọ xả, và cũng có thể có tâm bi mẫn ở trong tâm thiện sắc giới thọ hỷ. Về chuyện này hồi nãy chúng tôi đi siêu nói rằng khi mà mình học, mình đã học thắng pháp rồi, mình thấy nó bình thường, thấy nó quen thuộc, có vấn đề gì. Nhưng người mới học có nhiều khi nghe nó hơi ngờ, nghe nó cũng lạ. Và thưa quý vị, riêng về cách nói đại loại đó, thì bi và tùy hỷ nó là những cái pháp được nói nhiều đến trong đạo Phật. Thật ra khi mà Phật pháp dạy rằng thế nào là thiện, thế nào là bất thiện đó, thì có cái định nghĩa là thiện là cái gì lợi người, lợi mình, lợi cả hai, mà không hại người, không hại mình, không hại cả hai. Thì cái lợi đó, nó là một thứ vừa tâm từ, vừa tâm hỷ. Mà hại đó, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, thế đó nó cũng mang một cái dấu ấn của tâm bi. Và trong cuộc sống hàng ngày, nếu mà chúng ta càng có nhiều tâm bi mẫn thì chúng ta không có cái tâm làm giảm bớt cái tâm quán thù, quán ghét người khác. Khi nào mà mình mong cho người khác bị khổ, thì lúc đó mình có vấn đề đó. Mình mong người khác bị khổ, ví dụ như có ai đó mình ghét lắm thì mình mong cho người đó khổ đi. Chúng tôi có một cái trường hợp này cũng kể quý vị nghe, ở đây nó mang tới cách Phật pháp chứ nó không mang tới cách chính trị. Có một phần tử tâm sự với chúng tôi rằng mặc dù là một người rất là hiểu đạo, hiểu Phật pháp, nhưng mà thấy có những người mà họ vì quan điểm chính trị đó, họ không tin vào chuyện mang khẩu trang. Họ xem chuyện mang khẩu trang là đi ngược lại với cái chủ trương là coi COVID-19 đó là một vấn nạn lớn, và họ nói chuyện với chuyện bình thường, nó có gì vấn nạn lớn, tại họ không mang khẩu trang. Thì cái người Phật tử này đó, họ thấy về họ bực lắm, họ tức lắm, và họ nghĩ một điều như vậy. Và vì nó nói thật với chúng tôi là thấy những người không mang khẩu trang đó, mà vì quan điểm chính trị đó, nghĩ rằng mong cho họ bị nhiễm COVID và họ chết đi cho người khác nhờ. Thì chúng tôi nói rằng cái tâm đó là tâm ác. Tâm đó là tâm ác. Tại khi mình có cái tâm bi mẫn, mình không nghĩ như vậy. Khi mà mình có cái tâm bi mẫn thì mình không bao giờ mình mong cho ai bị khổ hết. Mà người ta khổ, mình thương xót, chứ không phải là thấy người khác khổ mà mong cho người đó khổ chết đi. Mặc dù có thể là mình giận họ, quan điểm này quan khác mình giận họ, cái đó phải coi chừng. Nó nằm ở trong đường tơ kẻ tóc thôi. Nó nằm rất gần với nhau. Bởi vì đó, đời sống bình thường mình càng tu tập tâm bi,
thì mình cần giảm bớt tâm độc ác, giảm bớt cái tâm hận thù. Còn nếu mà mình không có tu tập tâm bi thì mình dễ rơi vào hận thù. Hận thù là gì? Là thấy người khác, một cái người đó là người mình ghét đó, họ bị khổ, mình khoái trá, mình cảm thấy sung sướng. Hay là ở bên Mỹ thì có trường hợp là người ta nhắc đến những người Hồi giáo, như là những người Hồi giáo ISIS, hay là những người Hồi giáo Pakistan thành phần cực đoan, đôi khi họ bắt cóc rồi họ giết những con tin một cách rất là thảm sát. Nghe những người đó bị dội bom, nghe bị thảm sát bằng drone chẳng hạn, thì trong lòng cảm thấy rất là hạnh phúc. À, những người ác như vậy đó thì họ nên bị tiêu diệt. Giống như là mình ghét con rắn, mình thấy ai đập con rắn chết mình cảm thấy hạnh phúc. Thì quý vị biết là đâu đó trong cái tâm mà muốn chúng sinh khác bị giết, muốn chúng sinh khác bị tiêu diệt, thì đó là một trạng thái của sân tâm, của quán thuộc, của tâm não hại. Cái này nó rất là khó. Thành ra để phát triển cái tâm bi, tức là cái tâm cảm thông sự đau khổ đến cái mức độ mà không mong cho ai đau khổ. Đừng vì niệm sân si hoặc hiềm hận trong lòng mà mong người đau khổ. Đó là lời của Từ Bi Kinh. Chúng ta càng tu tập cái tâm bi thì mình càng cảm thấy bớt đi cái hận thù. Và chúng ta nhớ rằng những người mà hô hào thù hận, hô hào thù hận diệt bên này diệt bên kia đó, nghe thì nghe giống như là những cái lý tưởng cao cả về chính trị, về yêu nước, nhưng vô coi chừng những cái tâm thái mà có vẻ nặng nề, tâm thái mà có vẻ là kết án người khác, kết án một cách nặng nề đó, nó đang tiêu diệt gọi là đào bới cái gốc chính mình. Nó đang làm cho mình tổn đức. Cái tổn đức ở đây tức là hại đi cái tâm bi mẫn của chính mình. Mình phải cẩn thận lắm, phải coi chừng về việc đó. Và một cái trạng thái khác chúng ta đề cập tại tâm hỷ ở đây, tức là mình thấy cái hạnh phúc của người khác là điều nên có, điều mình tùy hỷ. Có thể mình không có vui ra mặt, nhưng mà khi nghe người khác được khen, nghe người khác được thành công, nghe người khác được hạnh phúc, nghe người khác được lợi lạc, thì mình nghe nó dễ chịu, mình nghe nó là một good news, là một tin tốt, giống như chính mình mà được những điều tốt đẹp. Thì cái tâm tùy nó đối lập với một trạng thái là ganh tị tật đố. Ganh tị tật đố là một cái trạng thái phiền não mình rất là dễ sợ ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần để ý. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến bốn cái trạng thái tâm từ, là sự thân thiện, mong cho chúng sanh được an lạc, tâm bi là sự cảm thông, mong chúng sanh thoát khổ, tâm hỷ là tâm hòa thuận niềm vui của chúng sanh khác, hòa thuận hạnh phúc, mong người khác được vui hơn, và tâm xả đó là cái tâm an nhiên, quân bình trước mọi cái dị biệt, khuyết điểm của chúng sanh đó. Thì càng đi càng sâu thì chúng ta thấy rằng nó không phải là cảm xúc, mà chính những trạng thái tâm này làm những cái trưởng thành rất lớn. Và riêng đối với trong thiền định đó, thì nó lại đạt đến một cái cảnh giới. Thứ nhất là nó trở thành những thứ tâm thiệt, để trở thành tâm thiệt. Chúng ta có học về thiền chỉ là một trạng thái định tâm mà nó có thể an trú bằng năm cái chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và từ đó nó đạt đến chỗ tinh luyện thuần thục, nó đi đến cái những cái trạng thái như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì thưa quý vị, từ bi hỷ xả, ở đây chúng ta nói về bi và hỷ đó,
nó là những cái tâm thái mà nó có thể đạt đến một cái giới rất rộng, gọi là vô lượng. Cái trạng thái vô lượng đó Đạo Phật gọi là Brahma-vihara, mà trong chữ Hán gọi là phạm trú. Thì lúc đó cái tâm á, nó không có bị ngăn ngại nữa. Và cái tâm nó rộng này đó, nó làm cho nội tại của chúng ta, ở thế giới bên trong của chúng ta, an trú vào trong một cảnh giới hoàn toàn khác. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là nếu mà mình để ý trong đời sống hàng ngày đó, con người, có những con người chỉ tốt với người thân của mình mà không tốt với người xa lạ, và càng không thể tốt với kẻ thù, thì con người đó là khác. Họ tốt rồi tùy người. Nhưng mà có những người có bản chất thân thiện tự nhiên, có tâm trắc ẩn tự nhiên, dù là gặp một người lạ bước vào trong cái cửa tiệm mình cũng thân thiện được. Dù mình đi trên đường thấy ai đau khổ, mình cũng sẵn sàng giúp, mặc dù người đó mình hoàn toàn không quen biết. Thì cái tâm từ đó, tâm bi đó, nó đạt đến một cảnh giới rộng. Và nó có một cái sự khác biệt rất lớn giữa một người tâm ý hẹp và sự khác biệt giữa người tâm ý rộng. Ở trong cái tư tưởng về đạo học cũng như là tâm học của người Trung Hoa đó, thì người quân tử và người quân tử được nhắc đến nhiều, định nghĩa nhiều cách, và thậm chí đôi khi người ta định nghĩa cho quân tử nó mang tính cách là nó mang tính cách rất là trừu tượng, khó hiểu. Nhưng mà riêng đối với Phật pháp đó, thì quý vị, một con người mà nếu chúng ta gọi là quân tử hay là người thiện trí, đúng nghĩa đó là cái tâm rộng, và cái tâm rộng đó nó nhờ vào bốn pháp từ bi hỷ xả. Một cái người mà học vị cao, địa vị cao, nhưng mà thiếu từ bi hỷ xả đó, thì cái tâm vẫn hẹp hòi. Tâm vẫn hẹp hòi. Còn một người mà thấy bình thường, cái tâm họ lũ rộng, thì họ vẫn là một bậc thiện trí. Và cái rộng ở đây nó không dựa trên quan niệm, chỉ dựa quan niệm luân lý đạo đức, mà trên phương diện thiền định. Một cái vị kheo sống ở trong rừng một mình mà có đủ cái tâm từ đối với tất cả cái sinh linh, sinh vật ở chung quanh, dù lớn, dù nhỏ, dù thô, dù tế, hữu hình hay vô hình, đều có cái tâm từ, đều có tâm bi, thì bị đó để sống khác. Hay là có những buổi sáng mình đi bách bộ trên đường, và trong sự bách bộ đó, cái tâm mình hoàn toàn thân thiện, mong cho tất cả chúng sanh ở hai bên, ở trong xóm làng, ở trên con đường đều được an lạc. Mong cho chúng sanh, người khổ hết khổ, người sợ hết sợ, hãy người sầu hết sầu bi. Tâm từ tâm bi đó, nó đặt chúng ta vào trong một cái tâm thái rất là nhẹ nhàng, rất là khác biệt. Với cái tâm rất là hẹp hòi, lúc nào cũng nghĩ đến tôi, nghĩ đến ta, nghĩ đến của tôi, của ta. Thật ra bốn vô lượng tâm đó là một cái, nó không phải là một thứ đạo đức theo cái quan niệm thường thức không, mà còn là cái cảnh giới của thiền định. Cảnh giới thiền định. Riêng đối với một vị tu tập ba la mật như là Đức Phật của chúng ta, được xem là vị tròn đủ tất cả các pháp ba la mật, thì cái tâm bi nó lại là một trong những cái chất liệu rất quan trọng trong hành trình ba la mật. Không có một vị Bồ Tát nào tu tập ba la mật mà không có ý thức về nỗi đau khổ. Chúng ta nghe ở trong kinh đó, về hình ảnh của Đức Bồ Tát thời xa xưa là một vị thương buôn mà tàu bị chìm, ngài leo lên trên cái cột buồm cho tới tàu chìm hẳn, rồi ngài dùng tất cả sức mình xin ngài bơi. Ngài bơi như vậy cho đến khi mà ngài không còn sức nữa, ngất đi. Ngày hôm sau, ngài thức dậy,
Thì tính thì thấy mình đang tấp vào trong cái đảo, một cái bờ biển của bán đảo, thì ngài nhớ lại những giây phút mà mọi người kêu la hải hùng khi chiếc tàu chìm xuống. Và ngài phát tâm suy nghĩ rằng cuộc đời này giống như một cái bể khổ vậy. Và ngài nguyện rằng phải làm một cái gì đó để tự cứu chính mình và cứu muôn loài thoát khổ. Và từ đó ngài khởi đi tu tập ba la mật cho đến khi thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta đọc câu chuyện đó, chúng ta hiểu rằng tất cả chư vị Bồ Tát khi mà tu tập thoát khổ thì cái bi tâm có hai khía cạnh. Một là cảm nhận một cách sâu sắc về nỗi khổ của cuộc đời với cái tâm mong cầu thoát khổ. Nhưng mà rồi lại có một thứ khác, đó là cái bi mẫn, là cảm thông nỗi khổ của tha nhân cũng như của mình và mong cho muôn loài được thoát khổ. Thật ra trong cái hạnh nguyện giải thoát giác ngộ thì ở trong đó cái bi tâm đóng một vai trò rất là quan trọng. Chúng ta đọc kinh Bổn Sanh và nhiều câu chuyện về tiền thân của Đức Phật thì cái thái độ mà mong cho chúng sanh khác được bớt khổ, được vui đó là một cái tâm thái gần như cố hữu của chư vị Bồ Tát. Và các ngài khi mà mình có thể hiểu được giác ngộ sự khổ, sự thật về khổ, vì khổ và con đường để trị khổ một cách hoàn toàn đó, thì trải qua vô lượng kiếp các ngài là người nghiền ngẫm, thẩm thấu, cảm nhận một cách triệt để về nỗi đau khổ của mình và đau khổ người khác. Thật ra cái đại bi tâm nó là một trong những cái tố chất rất lớn của chư vị tu tập để dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thưa quý vị, trong một cái ý nghĩa khác liên quan đến bi và tùy hỷ đó, thì một người tu tập tâm bi và tùy hỷ là người có cái nhìn về cuộc sống một cách rất là rõ nét giữa hạnh phúc và đau khổ. Nếu chúng ta đặt mọi vấn đề nó dựa trên cái hạnh phúc và đau khổ thì con người sẽ khôn hơn, ít có nông nổi hơn trong cái việc cư xử đối với người khác và bản thân của chính mình. Chúng ta đọc những câu chuyện mà về cái thời chúng ta tạo gọi là thời phong kiến ấy, mà đặc biệt là ở trong những cái tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn nói về cái thời đó của những thập niên đầu thế kỷ 20 ở tại ngoài Hà Nội, ngoài miền Bắc ấy. Người ta có những cái quan niệm về gọi là môn đăng hộ đối, khi mà dựng vợ gả chồng cho con thì người ta muốn một đám cưới rất là trọng thể, bao nhiêu là tiền bạc đổ vào cho khách cưới, nói đến danh dự, và thậm chí là có nhiều khi người ta cưới hỏi xong thì cô dâu và chú rể phải mang nợ 20-30 năm mới trả hết. Thì thưa quý vị, lúc mà chúng ta đọc những câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng con người thường đặt vấn đề danh dự về mặt mũi mà hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến cái hạnh phúc và cái khổ đau của con cái phải chịu khổ như thế nào. Lúc bây giờ cái hạnh phúc và khổ đau đó, nó là một cái gì rất là mơ hồ. Người ta chỉ muốn mặt mũi thôi, chỉ muốn danh dự thôi. Và nếu mà người ta thực sự đặt vấn đề khổ đau và hạnh phúc đó, thì và hiểu rõ việc đó, thưa quý vị, mọi thứ nó sẽ khác đi hoàn toàn. Bởi vì giờ quý vị qua nghỉ chờ chúng tôi một chút nhé. Hello. Dạ cô. Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ, dạ được, cô để đó đi cô. Dạ, để đó đi. Dạ. Dạ. Dạ vâng, dạ cô để đó đi cô. Dạ, cô làm bàn thờ để đi. Dạ. Dạ. Dạ vâng, vâng. Dạ. Dạ xin lỗi quý vị. Dạ thưa quý vị, Phật tử, cái khả năng mà sống mong cho người bất khổ thêm vui đó, bất khổ là bi mà thêm vui là tùy hỷ đó, nó trở thành một cái nhân sinh quan rất là thoáng. Nó có thể là một cái kim chỉ nam, có thể là một cái tài công, có thể là một người dẫn đường rất là rõ trong đời sống. Khi mà mình lớn lên mà mình hiểu được thế nào là khổ đau và hạnh phúc, đối với bản thân mình nó đã quan trọng, đối với người khác cũng quan trọng nữa. Thành ra tâm bi là mong cho người bớt khổ, tâm tùy hỷ là mong cho người thêm vui. Thì thưa quý vị, cái đó đó nó là một cái dấu hiệu trưởng thành của cuộc sống, nó quan trọng. Và đối với người tu Phật thì giúp cho chúng ta giảm thiểu đi được những cái phiền não mà rất là thường có xảy ra, đó là tâm hận thù và sự ganh tị, hai thứ mà có quá nhiều cuộc sống, nhất là trong cái thời đại ngày hôm nay. Nếu mà quý Phật tử nghĩ trong cái những cái cuộc mà tranh luận hơn thua về chính trị hiện nay đó, con người dần dà không còn quan tâm đến cái khổ đau và hạnh phúc của cuộc sống nữa, mà chỉ nghĩ vấn đề hơn thua, và nó tạo ra rất nhiều cái bi kịch. Yeah. Bởi vì sao? Chúng ta đã mất phương hướng, và mất phương hướng, cãi nhau nhiều quá. Bây giờ cho đến lúc mà mình chỉ mong rằng bên kia phải bị những cái đau khổ thôi, càng khổ càng tốt, thì cái đó là tâm của chúng ta bắt đầu có vấn đề. Một khi mà mình thấy người khác càng khổ, mình càng cảm thấy hạnh phúc càng thoải mái, thì mình có vấn đề. Thì thứ gì, đó là vài điều mà chúng tôi muốn nói về cái bi và tùy hỷ trên phương diện, trên phương diện chúng ta gọi là trên cái bình diện rộng, hay là theo cách nói đại loại. Bây giờ chúng tôi xin được trở lại với cái phần ngữ và nghĩa đó. Thì những cái chữ mà thông thường chúng ta gọi là từ bi hỷ xả đó, nếu mà chúng ta định nghĩa không khéo, thì từ bi hỷ xả nó thuộc về cảm xúc. Và giống như tâm bi là biết rung động, biết đau cái nỗi đau của người, tâm hỷ là biết vui sướng cái hạnh phúc của người, tâm xả là biết tha thứ. Những cái định nghĩa đó nó không có trúng trong Phật học, quý vị nhớ như vậy. Tâm bi là cảm thông nỗi đau khổ của chúng sanh và mong chúng sanh bớt khổ. Tâm hỷ là cảm nhận hạnh phúc chúng sanh và mong chúng sanh được tiếp tục hạnh phúc hoặc được hạnh phúc nhiều hơn. Tâm xả là tâm quân bình. Nếu chúng ta định nghĩa cho kỹ thì chúng ta thấy rằng cái hiểu của chúng ta thường là hiểu sai lắm, không có đúng. Chúng ta nên cố gắng và nên cố gắng định nghĩa, mặc dù bốn pháp này rất là phổ thông. Cái chữ thường nó có một cái điểm là liên quan đến đau khổ, như ví dụ nó bi lụy hay là bi thương. Bi ở đây là bi mẫn chứ không phải là bi thương. Dạ. Hỷ ở đây tức là tùy hỷ chứ không phải là hỷ là khoan hỷ. Dạ. Hỷ là cái cảm giác vui. Dạ. Thành ra những bi và hỷ ở đây đừng hiểu như là chữ của cảm xúc, mà hiểu đó là một thái độ. Dạ. Một thái độ rất là lành mạnh của cuộc sống. Và cũng đừng nghĩ hiểu rằng tâm bi không có mặt ở trong cái thuộc tánh bi không mặt trong tâm hỷ. Bi có mặt ở trong tâm hỷ. Và đừng nghĩ rằng sự tùy hỷ không có mặt trong tâm xả. Tùy hỷ có mặt ở trong tâm thiền tọa xả, tâm đại thiền tọa xả, tâm di tác tọa xả. Mấy cái này, mấy cái mà chúng ta việc rất là lưu ý.
Đó là vài điều chúng tôi xin được đề cập đến hai cái thuộc tánh bi và tùy hỷ. Như chúng tôi nói rằng cả hai đề tài đều là đề tài lớn và rất là tế nhị ở trong Phật học. Chúng ta đặc biệt nên cẩn thận. Bây giờ thì xin tỉnh tương tọa tự siêu không biết tương tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu được kính cung tỉnh tương tọa tự siêu hoan hỷ giảng cho phần tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi là tương tọa tự siêu có nghe được không? Nếu tương tọa tự siêu nghe được xin kính tỉnh tương tọa. Thú vị có lẽ là thượng tọa tự siêu không có ở trước máy. Thượng tọa Pháp Đăng ấy, không biết thượng tọa có nghe và có biết được không? Nếu được kính thỉnh thượng tọa nói cho vài lời. Ô, dạ thấy thượng tọa tự siêu rồi. Dạ kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu. Đức Phật thầy, kính bạch chư tôn đức, kính thưa và quý tôn đức Phật tử, khi mà chúng ta đề cập đến pháp và tứ vô lượng tâm, nếu mà chúng ta nói theo tánh pháp thì cái chi pháp ở đây như chúng ta đã biết là từ chi pháp là tâm vô sân, bi tâm, bi tâm xả, nha và vô lượng phần, thì chỉ thấy có hai cái tâm, tức là bi và tùy hỷ. Nhưng chúng ta đừng nghĩ rằng là như vậy thì từ và xã không phải là vô lượng Phật. Chúng ta không nên nghĩ như vậy, bởi vì ở đây thưa quý vị, khi mà bi và tùy hỷ được xếp riêng tịnh hảo bi cảnh đó, thì lúc bây giờ nó mang cái tên chung cho nhóm gọi là Appamaya, tức là vô lượng phần. Nhưng mà khi nói đến vô lượng tâm thì phải nói đủ cả bốn, là từ bi hỷ xả. Và điều này chúng ta cần phải hiểu là Alo Pháp đó là một cái đặc tính của tâm từ, nhưng không phải Alo Pháp. Alo Pháp ở đây là chỉ hoàn toàn ý nghĩa là tâm từ, bởi vì đồ xá vô sân đó là thuộc tánh tịnh hảo biến hành có mặt ở trong 91 tâm tịnh hảo. Nó chỉ là một cái trạng thái
nó làm cho các pháp đồng sanh không có cái sự nóng bức. Với cái đặc tính đó, sắc vi mạnh ra trở với hòa kia. Ngày xưa tôi học thì ở đây tính điện tạm tạm quý vô thâu sinh sản, thật sự ra thì cái tâm sở mà chết ta ta không phải là hành xã. Nếu mà tài xã lại có nghĩa đặt ổn định cho các pháp độ sanh, nó ở cái mức trung hòa, không thái quá, không bất cập, bình như vậy, cũng như bây giờ người ta chế tạo ra những cái máy nó tối tân hơn. Ngày xưa những cái máy chẳng hạn như là cái laptop lúc xưa đó, hay là cái u của nhưng mà bây giờ người ta hệ thống nhiệt, do đó xài lâu nó không có bị nóng, nó cứ trung hòa bình như vậy. Thì đó giống như cái thống giải nhiệt như hoài thì những cái sự khen chê vui khổ động mất vinh nhục tâm bình thản không có bị xây vô đời vậy. Có tâm từ tức là cái tâm thiện cảm đối với tất cả chúng sanh, thì cái này nó cũng phải là vô lượng chúng trải rộng. Thì cái đối với mà đã giữ cái tâm quân bình hành xả, thì dầu cho đối với chúng sanh nào mình cũng giữ được cái tâm xả. Thí dụ như bây giờ dầu cho người đối lập đối nghịch với mình họ được hạnh phúc hay họ đau khổ, mình cũng nghĩ rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, họ có làm phước đời trước thì bây giờ họ được hạnh phúc do
Đời trước họ có ác nghiệp, bây giờ họ phải bị sự khổ đau. Cái tâm của mình không có vui, không có buồn, thì đối với người thân, người thân trong gia đình cũng giữ cái đó, đối với đạo vị nó trở thành vô lượng tâm. Còn bi và tùy hỷ thì mình giữ cái trạng thái vô lượng tâm như thế. Bây giờ chúng ta lại nói riêng về cái tâm bi, cái tâm sở bi và tùy hỷ đó. Bi và tùy hỷ ở đây nó phối hợp với 28 tâm. 28 tâm. Trong đó có 24 động lực cho cái đá, và có 4 cái tâm thuộc về tông quả Vipaka. 24 động lực đó tức là 8 thiện dục giới, 8 duy tác dục giới hữu nhân là 16, rồi 4 thiện sắc giới thọ hỷ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi 4 tố sắc giới thọ hỷ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy 16 với 6, 16 với 8 là 24, 24 động lực. Vì tâm thiện sắc giới đó, lấy cái đề mục bi hay là tùy hỷ để làm cái đề mục công mắt thanh á, mà tu chứng thiền. Cho nên khi mà đã chứng được cái thiền sắc giới với cái điều một bi và tùy hỷ, từ hoặc bi hoặc tỷ hoặc hành xã, thì hễ mà cái tâm thiền thiện với cái điều một nào, thì khi mà phát sinh lên tâm quả, thì tâm quả cũng bắt cái cảnh đó, nó cũng có cái pháp tương ưng như vậy. Đó là cái điểm đặc biệt giữa thiện và quả ở sắc giới, vô sắc giới và sự thế. Còn dục giới thì không. Khi mình an trú tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả bằng cái tâm ấy, cái đó là thiện. Nhưng rồi khi mà phát sinh lên quả dị thục, thì cái tâm đại quả đó không có, không có tới từ tư với từ bi hỷ xả. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý giữa nhân và quả dục giới, và nhân và quả sắc giới, vô sắc giới sự thế. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nói một cách tổng quát á, thì chúng ta nói rằng bi về tùy hỷ được gọi là vô lượng, là vì lấy chúng sanh, lấy vô lượng chúng sanh làm cảnh. Nhưng mà bi về tùy hỷ khi mà nó tương ưng với cái tâm quả sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thuộc về quả đó, thì có, chỉ là có như vậy thôi. Vì cái tâm quả Vipaka chứ tám này đó được tạo thành bởi thiện sắc giới. Cho nên tâm thiện sắc giới có bao nhiêu thuộc tánh
cái tâm quả giới cũng có bao nhiêu thuộc tánh đó. Nó trở tách hậu kia sau kia thì không thể nào mà trú vô lượng chúng sanh được. Không thể mà trú vô lượng chúng sanh được. Bởi vì tâm đó rất, tâm quả rất thụ động thưa quý vị. Tâm thụ động chứ không phải là cái tâm năng động như là cái tâm động lực. Tâm động lực châu bánh á tức là tâm thiện, phàm phu chúng ta hay là bậc hữu học mà an trú tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã thì là khác. Hay là chứng thiền thì lấy cái đề mục bi hỷ, từ bi hỷ xã để làm cái đề tài mà tu tập. Nhưng mà cho đến khi thành tựu được cái tâm quả, có được cái vị thuộc quả mà sinh khởi, thì vị thuộc quả nó cũng có những cái tâm sở đó tương ưng. Nhưng mà lúc đó không có lấy chúng sanh làm đối tượng, bởi vì tâm này nó thuộc giống quả và do đó nó không có, nó không có an trú được, nó không có lấy chúng sanh làm đối tượng được. Thì những điều đó chúng ta cần phải hiểu để chúng ta không có bị nhập giữa cái trạng thái này với trạng thái khác. Chúng tôi xin nhắc lại ở đây là từ bi hy xã nói ở một cái khía cạnh đại loại thì cả bốn pháp này đều là vô lượng, vô lượng tâm, đều là vô lượng tâm. Nhưng mà khi nói chi tiết á, theo pháp thực tính á, thì bi và tùy hỷ thuộc về nhóm vô lượng tâm, còn adosa, vô sân và trung hòa hai tâm sở này nó thuộc về tịnh hảo biến hành. Chúng ta chỉ mượn cái chi pháp đó để hình thành cái tâm từ tâm bi thôi, chứ kỳ thật tâm từ tâm bi mới là vô lượng tâm với bi và tùy hỷ. Còn adosa và tachamatthata trung hòa thì không thể là vô lượng được, không thể là vô lượng tâm được. Điểm thứ hai là khi chúng ta nói đến bi tùy hỷ nói riêng và nói chung là từ bi hỷ xã đó, khi nó trở thành một cái đề mục ở trong những cái đề mục thiện chỉ samatha kamathana thì ở đây chỉ có tâm thiện sắc giới và tâm tố sắc giới thì mới tích cực ở trong cái đề mục đó. Còn ở trong cái tâm quả sắc giới đó thì chỉ là ăn theo, chúng ta nói cách nôm na là ăn theo tâm thiện, chứ nó không có, nó không có hoạt động được gì cả. Đây là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta học đến những cái thuộc tính này. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta có được cái câu thảo luận rồi, cho nên xin cung tỉnh thường tội giáo đoạn trở lại nó mua với thầy. Thưa ta tu sư, từ tòa quan hỷ xác nhận một điều đó là phải chăng cái chi pháp của từ vô lượng tâm là thuộc tánh vô sân, nhưng mà thuộc tánh vô sân thì không hẳn là từ vô lượng tâm. Có nhiều trường hợp thuộc tánh vô sân chỉ có mặt ở trong tâm tịnh hảo thôi, nhưng mà không hẳn đó là thuộc về từ vô lượng tâm. Và trong trường hợp cái thuộc tánh trung hòa hay thuộc tánh chúng ta gọi là thuộc tánh quân bình thì nó là chi pháp của xã vô lượng tâm, nhưng mà nó không hẳn luôn luôn nó là xã vô lượng tâm, đúng chưa? Hãy nói xã vô lượng tâm là chi pháp là thuộc tánh trung hòa, nhưng tánh trung hòa không nhất thiết là luôn luôn là xã vô lượng tâm.
Thì tôi xin thưa tôi nghĩ xác nhận điểm này ở cái tỉnh thưa tôi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như chúng tôi đã nói khi nãy thì ở đây cái thuộc tính vô sân cũng như trung hòa, đó là tình hảo biến hành, cho nên cái vai trò của nó, vai trò của hai cái tâm này khi mà nó tương ưng phối hợp với tâm tịnh hảo thì nó thuần, nó thể hiện để trợ duyên cho các cái tâm sở khác đồng sanh được mát mẻ, nghĩa là không có bị nóng, không bị nóng nản cảnh gì. Cho nên tâm trường thì không phải là tâm từ. Cả khi mà chúng ta đang bố thí, chúng ta đang giữ giới, hay là chúng ta đang niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay là quán thân tứ đại, quán thân bất tịnh, chúng ta ngồi thiền, thì lúc đó cũng là tâm thiện. Ở trong tâm thiện thì đương nhiên là nó có cái tâm sở vô sân và tâm sở trung hòa. Nhưng mà đang lúc mà chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật thì lúc đó không thể nào gọi là chúng ta đang có tâm từ. Ở đây những cái khác nhau thưa quý vị. Bởi vì nếu mà chúng ta đang ngồi, ngồi thiền mà chúng ta trú tâm từ thì lúc đó vô sân nó mới trở thành tâm từ, từ vô lượng tâm. Còn nếu như mà chúng ta đang quán vô thường của nơi vô ngã thì cũng bằng cái tâm thiện. Tâm thiện thì có vô sân, thì vô sân không phải là lúc bây giờ trong trường hợp này nó không phải là từ vô lượng tâm. Cũng vậy, khi mà chúng ta đang quán vô thường của nơi vô ngã, đang quán thân bất tịnh chẳng hạn, thì lúc đó tâm thiện dùng giới sanh khởi. Bạch Thư Tòa Thư Siêu, ở trong rung không còn nghe được xin thiền tổ Hoa Kỳ không biết lại. Dâu Thư Tòa Thư Siêu, thiền tổ có nghe được không? Xin thiền tổ Hoa Kỳ không biết lại. Có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi bị gián đoạn bao lâu rồi? Ba mươi giây như vậy thì xem như chúng tôi cũng đã trả lời được. Người nói 5 giây, người nói 3 giây, người nói 1 phút. Chúng ta không biết. Mai mốt chắc có lẽ chúng ta phải cầm theo cái đồng hồ đếm. Đồng hồ đếm, các vị biết đồng hồ đếm không? Để nói cho chính xác. Nó tóm lại thứ gì? Là
chúng ta tác ý tu tập tâm từ, có nghĩ tưởng đến mong cho tôi được an vui, mong cho chúng sanh được khác được an vui, thì lúc có tâm từ adosa, hãy khi nào mà adosa mà đó sanh nó những mà cái pháp môn khác, làm cái việc thiện khác, thì lúc đó không gọi là từ vô lượng tâm. Tập xã cũng như thế, chúng ta cứ nhớ như vậy thì chúng ta sẽ tốt. Cũng như khi mà chúng ta nói đến bốn cái phẩm trú, bốn điều phẩm trú Brahmavihara từ bi hỷ xã, mà nếu từ bi hỷ xã mình nó tương ưng với cái tâm thiện hay là tâm tố sắc giới đó, thì lúc đó mới đúng là bốn phạm trú. Còn khi mà tâm thiện sắc giới mà nó phát sinh lên tâm quả sắc giới thì nó ăn theo tâm thiện sắc giới, có từ bi hỷ xả thì cái tâm quả sắc giới nó cũng có tương ưng với từ bi hỷ xả. Nhưng mà cái đó chúng ta mượn danh từ ké, chúng ta nói là phạm trú, có bốn cái phạm trú phối hợp, nhưng không phải, lúc đó không có trú, bởi vì đó chỉ là quả di thông mà thôi. Đây là những điều mà chúng ta phải hiểu. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tuệ Siêu. Xin Thượng Tọa Tuệ Siêu có thể giải thích một điểm như vậy là chúng ta nói rằng trên phương diện thiện chỉ đó, thì tâm thuộc tánh bi đó chỉ có mặt ở trong những cái những tâm sắc giới thôi, thôi. Tức là tâm sơ thiện nhị thiện tam thiện tứ thiện thôi, không có trong ngũ thiện. Mình nói bi mà chỉ có trong tâm thọ hỷ á, thì đối với người thường nó nghe nó chỏi lỗ tai lắm. Thì đâu hãy giải thích tại sao ở trong trong ngũ thiền thọ xã thì lại không có tâm bi. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến từ bi hỷ xả thì chúng ta cần phải chú ý, cần phải lưu ý một điều là nó không có liên hệ đến thọ vedana. Thí dụ như là tùy hỷ mudita, nó vẫn tương ưng với cái tâm thiện thọ xã như thường, bởi vì ở đây lấy ý nghĩa khác. Còn chúng ta tu tập hành xã như vậy, chúng ta tu tập xã vô lượng thì xã đó nó cũng vẫn có mặt ở trong cái tâm thiện thọ hỷ như thường. Nhưng mà đó là chúng ta nói trên phương diện tâm dục giới, tâm thiện dục giới, hay là cái tâm tố dục giới. Còn riêng về bốn cái pháp từ bi hỷ xã nó trở thành những cái đề mục thiền chỉ, hay gọi cái danh từ gọi là Brahmavihara, là phạm trú
bốn phận trú. Thì ở đây thưa quý vị, trong Thanh Tịnh Đạo giải thích là ở đây không phải vì ngũ thiền. Bây giờ chúng tôi nói theo thánh pháp thôi, chứ không có nói theo cái hệ thống kia. Vừa nói ngũ thiền vừa nói tứ thiền quý vị lộn xộn lắm, quý vị sẽ nghe lộn xộn lắm. Bây giờ nói về ngũ thiền thọ xả, không phải vì nó là thọ xả cho nên nó chỉ có tương thích với cái đề mục xả phạm trú. Không phải. Cũng như khi mà chúng ta nói về bi thì nó lại nếu chúng ta nói bi tại sao mình nó tương thích với thiền thọ hỷ, với thiền thọ hỷ ở đây chính vì lẽ đó mới nói rằng là không đối cái điều hướng tới chúng sanh, hướng tâm đến chúng sanh và còn bị chi phối bởi chúng sanh. Còn khi mà đạt đến cái trạng thái ngũ thiền thì ngũ thiền là một cái trạng thái thiền rất là tinh vi và không còn bị chi phối chúng sanh nữa. Ngài Bố Thân Khứ Sáng này có cho một thí dụ khi mà Ngài nói đến bốn vô lượng tâm này, thiền tam thiền tứ thiền đề mục đó chỉ là từ vi hỷ mà thôi, xả không có đắc được sơ thiền. Chừng nào mà đã trải qua từ vi hỷ đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó, thì lúc bấy giờ mới chuyển qua cái đề mục xả phẩm trú để chứng ngũ thiền. Chúng tôi phải giới hạn cái chỗ đó lại, phải đóng khung cái chỗ đó lại để chúng ta khỏi bị nhầm lẫn. Và Ngài đưa cái thí dụ như thế này, giống như một người mẹ khi mà con nó còn, khi mà sinh ra bốn đứa con đó thì đối với đứa con nào thì bà mẹ có cái tâm mong cho con của mình được sự an vui. Ví dụ giống như là cái trạng thái của vị hành giả, cái tâm trạng của vị hành giả mà hành từ vô lượng tâm nhỉ, từ phẩm trú nhỉ. Rồi đối với đứa con nào mà nó sinh ra mà nó eo ột, nó hay bệnh hoạn, đối với đứa con nào mà nó bị khổ thì lúc bây giờ người mẹ khởi lên cái tâm xót thương, xót xa,
Còn đối với đứa con nào mà nó khỏe mạnh, nó vui chơi, thì lúc bây giờ người mẹ có cái tâm vui, tâm vui thích, đó giống như là tùy hỷ. Ví dụ giống như là tùy hỷ đối với chúng sanh. Nhưng mà cho đến khi người mẹ đã già rồi và con cái cũng đã lớn thành nhân chi mỹ hết, lúc bây giờ không cần phải quan tâm nữa. Lúc bây giờ giữ cái trạng thái thản, bởi con đã lớn tài hết rồi, cho nên nó có cuộc sống riêng tư. Lúc bây giờ người mẹ không phải giống mà nó còn nhỏ, bạn xót xa, còn hơi nó mạnh khỏe thì quan hỷ. Bây giờ là đến cái giai đoạn mà người mẹ giữ cái tâm bình thản. Cũng vậy, hành giả lúc ban đầu thì mong mỏi cho chúng sanh được sự an vui. Rồi khi mà nghĩ đến chúng sanh bị đau khổ thì viên hành giả mới mong cho chúng sanh này thoát khỏi, cảm thông cái nỗi khổ đau đó. Nhưng mà cũng có là bị chi phối bởi chúng sanh đau khổ. Rồi có lúc vị hành giả thấy những chúng sanh khác, nghĩ đến những chúng sanh khác được thuận lợi, được hạnh phúc, được an vui, thì vị hành giả khởi lên một cái tâm bằng lòng, vừa lòng với chúng sanh đó, và nghĩ rằng sampatti hi smicchantu, mong cho chúng sanh này được thành tựu sự thành lợi, luôn luôn nghĩ vậy. Nhưng mà cũng là bị chi phối bởi chúng sanh, cho đến khi mà vị này tu tập cao hơn và đến cái mức mà chỉ còn xả và định, xả niệm thanh tịnh, thì lúc đó tâm vị trú trong cái đề mục xả phạm trú. Xả phạm trú tức là bây giờ không có còn chi phối cái sự vui hay là cái sự khổ của chúng sanh khác. Thì lấy theo cái ý nghĩa đó mình luận mà nói, thì ở đây ở trong thanh tịnh đạo trình bày thì chúng ta sẽ thấy rõ là lý do tại sao từ cái sơ thiền cho đến tứ thiền, tức là nói chung là thiền thọ hỷ, thì trú ở từ bi hỷ được. Nhưng mà xả phạm trú thì phải tới ngũ thiền mới trú trong cái đề mục đó được. Và đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thứ hai mà thường tôi trả nặng về nêu Nam Mô Bổn Thầy nhé. Hồi nãy giờ quý vị có bị gián đoạn không? Quý vị có nghe bị gián đoạn không? Ồ, vậy tốt quá. Xin tỉnh thì tôi sẽ đăng trở lại. Sao thú kích trình thường tỏa thường siêu? Mà thường tỏa thường siêu hỏi một câu nữa rồi để thường tỏa đi nghỉ. Mà thường tỏa thường siêu hỏi câu này thì nghe nó cũng hơi ngây ngô á, là
Thí dụ hôm nay chúng ta nói về bi và tùy hỷ, có khi nào từ đó nghĩ rằng nếu mà mình học Phật Pháp, họ nhất là trong Tam Tạng Bali mà mình không dùng cái thắng pháp, đôi khi có nhiều điều mình rất là khó giải thích. Thượng tọa có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh Thượng tọa Hoa Kỳ chia sẻ một vài cái kinh nghiệm thực tế của Thượng tọa về điểm này. Kính thỉnh Thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật lòng thì cái điều này nếu như Thượng tọa hỏi thì chúng tôi mới nói là có những cái pháp nói chung, tức là những cái pháp môn tu tập, nếu như không dùng tới thắng pháp nghĩa ở phía tầm mắt thì chúng ta rất khó để hiểu và để giải thích Phật Pháp một cách tinh xác được. Khó lắm thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà nói thường cái vấn đề này đó, thì những người họ không hiểu nhiều pháp, họ không hiểu thắng pháp, thì họ cứ cho rằng là tại vì mình chuyên về vi diệu pháp rồi mình mới nói để mình khen ngợi cái bộ môn của mình tâm đắc. Nhưng không thú vị, tại sao chúng tôi nói không phải là như vậy, là bởi vì nếu mà những ai có xem trong Attakatha chú giải đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là khi mà chú giải kinh tạng trường bộ, trung bộ, tương ương, tăng chi, tiểu bộ, chú giải luật tạng của mình, khi mà chú giải thì các ngài như ngài Anuruddha hay là ngài Buddhaghosa, ngài đều dùng cái ý nghĩa của thắng pháp Abhidhamma để mà ngài trình bày, ngài giải thích những cái vấn đề khó ngay chỗ cái câu Phật ngôn ở trong cái bài kinh đó, vân vân. Nếu chúng ta đọc chú giải cho sẽ thấy như vậy. Như vậy không phải ở đây chỉ có tôi hay Thượng tọa Giác Đẳng hoặc là tất cả chúng ta mới nhìn nhận rằng thắng pháp là giúp cho giải thích tinh xác về Phật Pháp, mà ngay cả các bậc trưởng lão tiền bối, các bậc A-sa-lê, các ngài cũng phải dùng đến thắng pháp Abhidhamma để mà ngài giải thích Phật Pháp. Đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta luôn luôn cố gắng, mặc dù khó nhưng mà chúng ta sẽ học thắng pháp. Vì chúng ta học thắng pháp âm mát, cho đến khi chúng ta thuần thục thì cái vấn đề mà tri kiến hiểu pháp chúng ta ít có hiểu sai, ít nhất là cũng chúng ta cũng hiểu không có sai nhiều lắm, tức là cỡ khoảng chừng chúng ta hiểu đúng cỡ khoảng 70-80% hiểu gì. Còn nếu như chúng ta không có cái tư tưởng Abhidhamma vi diệu pháp đó, thì chúng ta đọc kinh điển là nhiều khi chúng ta hiểu xa, hiểu sai, hiểu nhầm lẫn. Khi mà ngồi nói chuyện hay là nghe một vị mà thuyết giảng đó, đối với một vị nào mà có học vi diệu pháp
Thì khi vị vị đó giảng pháp là mình nghe mình biết liền, tức là vị đó nói không có sự mâu thuẫn đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, không có giảng theo tư ý. Còn nếu như một người họ không có giỏi vì diệu pháp, những vị pháp sư mà họ chỉ đọc ở trong tặng kinh, mấy bài kinh, mấy câu kinh pháp cú đem ra giảng, giảng theo tuần bụng, thì mấy vị đó giảng sai hết, thưa quý vị, giảng sai. Mình nghe là mình biết liền là vị này không có học vi diệu pháp. Cho nên giảng cái tinh nghĩa của Phật môn không có xói sâu vào cái đạo lộ giải thoát. Thì đây là những điều mà chúng tôi cũng thành thật chia sẻ với quý vị để khích lệ thêm cho Phật tử chúng ta trong cái vấn đề mà chúng ta học thắng pháp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái chân thưa tòa thưa sư, để xin thỉnh thưa tòa thưa sư đi nghỉ. Thưa tòa thưa quyền ấy, thưa tòa có mặt ở trước máy và thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa thưa quyền nghe được, xin thưa tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Thưa tòa thưa quyền, chúng thấy rằng đau khổ là một tài lớn ở trong Phật pháp. Khi chúng ta học về tứ đế đó, thưa tòa có nghĩ rằng người nào học Phật pháp mà học về đau khổ mà thiếu cái tâm bi mẫn, thiếu tâm bi mẫn tức là biết cảm thông đau khổ chúng sanh, thì mình học như vậy là có vấn đề không? Xin thỉnh thưa tòa thưa quyền quan khỉ chia sẻ một vài cảm nhận thưa tòa về điểm này. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai với thưa đại chúng được nghe rõ. Và cảm ơn quý vị, chúng con kính lễ đến Đức Phật giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng và Minh Hạnh để từ tri sư Nguyên Thông cùng sư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Để kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì nếu như chúng ta nghĩ rằng cái niềm đau nỗi khổ của khổ đế trong cuộc đời này thì không nói ra thì tất cả chúng ta đã đang nếm trải. Thì là một người tu mà chúng ta phải khởi cái tu Phật, nhưng mà thiếu cái tâm bi mẫn, có phải là thiếu cái tâm bi mẫn đối với chúng sinh hay không, trước nỗi khổ của chúng sinh? Trước nỗi khổ của chúng sinh thì có vấn đề chăng? Thì quả thật thì có những chuyện chúng ta có thể làm, có những chuyện chúng ta không thể làm. Quả thật thì như chúng ta thấy Đức Phật một vị giác ngộ tứ đế, khai sáng chân lý cho tất cả. Và chính Ngài cũng phải nói rằng chúng ta thấy Phật này cũng phải tùy cái duyên của chúng sinh thôi. Bởi vì lòng đại bi, Ngài mới thành tựu Phật đạo giải thoát để cứu tế chúng sanh thoát khỏi trầm luân sanh tử đau khổ. Nhưng phải nói rằng Ngài rất là thương chúng sinh. Bằng chứng như chúng ta thấy Ngài, những phận sự, những điều mà Ngài làm trong thường nhật, nếu hữu duyên với chính Ngài thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, ở giai cấp nào, nơi nào, thì Ngài cũng thân chinh Ngài đi tới để khai sáng cho người ấy giác ngộ. Nhưng có những chúng sinh không hữu duyên với chính Ngài, thì Ngài có tấm lòng bi mẫn đối với chúng sinh, nhưng Ngài cảm thấy rằng nếu như cái việc làm của chính Ngài mà nó không được thành tựu, không có thể chuyển hóa họ được, thì tất cả Ngài cũng tùy theo duyên nghiệp của chính họ. Thì ở đây là chúng ta thấy nếu họ có vấn đề chăng, thì nếu có vấn đề thì trong vấn đề mà có thể giúp được mà Ngài không giúp, hay chúng ta không giúp thì nó mới có vấn đề. Còn nếu chúng ta không thể giúp, như một lần chúng ta trong kinh văn chúng ta nhớ đó, Phương Tử Bưu Thí trải tấm vải mong Thế Tôn bước lên để mình sẽ có con,
Nhưng với cái tuệ giác của chính Phật, Phật Ngài thấy rằng chúng sinh vương tự bố thí này không thể có con, cho nên Ngài không bước lên. Vì nếu như vậy thì tại sao Đức Phật Ngài không có từ bi đó với bố thí, với vương tự bố thí? Thì quả thật Ngài biết không có được, cái điều đó không thể được, thì Ngài không có thực hiện. Cũng phải có những ở trong cuộc đời này, chúng ta thấy người ta khổ là một chuyện, nhưng chúng ta có thể giúp cho người ta trong khả năng của chính mình. Còn nếu như không có khả năng được thì tất cả cũng tùy cái duyên nghiệp của chúng sinh thôi. Bởi vì có những điều nhiều khi chúng ta thấy nó có một điều rất là đặc biệt và rất là lạ. Khi tất cả chúng ta đó, chúng ta luôn luôn nhìn cái khách quan đó, chúng ta tưởng là dễ, mọi việc gì chúng ta cũng nhìn bằng một cách khách quan, thì chúng ta luôn luôn bình phẩm, chúng ta nói như thế này thế nọ. Nhưng sự thật khi vào diện thì nó không phải đơn giản. Bây giờ nói rằng chúng ta cứu khổ trong khả năng của mình thôi. Vì tất cả chúng sinh không khổ về vật chất, cũng khổ về tinh thần, không khổ về tâm, cũng khổ về thân. Xin lỗi, không khổ về thân, cũng khổ về tâm. Vậy thì những cái niềm đau nỗi khổ, những cái chấp ngã chấp hữu của chính họ, họ không biết buông xuống, họ không chấp nhận buông xuống, thì chúng ta thường chúng ta nói là cái câu đó là trời cứu, nhưng không có trời nào cứu hết trơn, không ai cứu ai đó. Đó là họ tự không biết vượt qua thì họ phải chịu. Cũng như thế đó, Phật Ngài dạy lánh ác làm lành, biết buông bỏ, biết về đường ác, biết ly tham, biết đoạn diệt, biết xả ly, mà họ đâu có chịu. Và kêu xả ly họ vẫn ôm ấp, họ kêu tránh đi cái đường ác, thực hiện những cái điều lành, nhưng họ không làm. Thì điều này thì cũng bó tay thôi, chứ sau giờ thì đó là cái duyên nghiệp của chính họ, cái cơ duyên của chính họ nó chưa có tới. Cho nên cái việc đau khổ của chúng sinh, ai cũng đau khổ như ai. Những cái gì mà chúng ta có nó mất đi, bảo chúng ta quán về tam tướng nó vô thường, khổ não, vô ngã, những người đó chưa có thật chân. Bởi vì họ đánh mất đi, họ bị mất đi những gì mà thân thương triều mến, chỉ một thời gian ngắn, chỉ vài ngày, hay hoặc là buổi sáng họ gặp lại, buổi trưa đã chết, đã qua đi, và buổi chiều đã không còn nữa, ngày hôm trước, ngày hôm sau đã không còn nữa. Bao nhiêu đó thôi, chúng ta thấy cũng là một vấn đề. Nhưng điều bảo họ thấy vô thường không, họ không thấy được, lúc đó họ cảm thấy rằng họ đau khổ khi họ mất mát hết chuyện. Nhưng nếu một người có hữu duyên, có hữu phần, thì từ cái duyên khởi đó, từ cái chuyện đó, họ có biết tu quán, họ biết si quán, thì rất là tốt đẹp. Kêu họ khởi sanh thiện tâm thì họ không khởi sanh thiện tâm. Kêu họ đi về đường đông mà họ không chấp nhận họ đi về đường tây. Thì chúng ta thấy cái điều đó cũng, Đức Phật này cũng tùy duyên. Kêu đừng thân với người ác, đừng thân với người ngu. Nhưng họ có một số thầy tỳ kheo cũng vẫn nghe theo lời của Đề Bà Đạt Đa, đi theo Tôn Sơn Đề Bà Đạt Đa. Thì đó, cái chủng tánh của chính họ đã có kết tạo từ tiền thân. Thì hỏi như vậy thì tại sao mà Phật Ngài không dùng cái thần lực, Ngài không dùng cái khả năng của chính Ngài để nhiếp phục? Đức Phật Ngài không có làm như vậy. Không có làm những cái chuyện gì mà bắt buộc, hay không có làm những chuyện gì mà phải ép buộc phải theo Ngài, mà phải dùng cái trí tuệ mới quy y, mới nương tựa, mới thực hành theo được. Thì đấy là vấn đề. Nếu chúng ta thiếu tâm bi mẫn trước nỗi khổ của chúng sinh thì là một chuyện không phải như vậy. Bây giờ một bác sĩ, người ta có nhiều cái tâm bi, y đức, nên đứng trước một bệnh nhân mà họ cố gắng hết sức mình rồi, thì họ cũng bó tay thôi, để cho chúng sinh đó đi theo nghiệp duyên của chính họ, chứ không thể nào mà bắt buộc họ phải, cũng như phải nói rằng bác sĩ đó
kém khả năng hay là không có cái tài để cứu, điều đó đã thua rồi. Bởi vì bệnh này đã đến thời phải ra đi rồi, thì bác sĩ cũng bó tay. Thì như vậy, mặc dù tâm có hết sức cố gắng cũng như thế nào, cái tâm từ tâm bi của một người Phật tử, nếu đứng trước những niềm đau nỗi khổ của tất cả, mà chúng ta thiếu có tâm bi mẫn đó, thì quả thật có vấn đề. Khi chúng ta không có tâm bi mẫn, nhưng chúng ta vẫn có tâm bi mẫn, nhưng chúng ta không thể giúp được họ. Còn nếu chúng ta thiếu tâm bi mẫn, tức là niềm đau nỗi khổ họ trơ trơ bất động, thì người này quá là nguy hiểm. Trước nhất chúng ta suy quán, chúng ta có thể giúp họ được hay không? Ngoài trừ khi nào chúng ta không giúp họ được thì mới có vấn đề. Thì nó không là vấn đề gì. Nhưng nếu như chúng ta thấy người ta đối khổ, là một người tu, thì phải giúp đỡ cho họ được nó ấm. Nếu như thấy họ bệnh hoạn, thì mình có thể giúp đỡ trong khả năng của chính mình thôi. Thì đấy cũng thể hiện cái tâm bi mẫn đối với chúng sinh. Còn cái chúng ta có thể giúp, không thể giúp, thì chúng ta không giúp được, thì không có vấn đề gì cả. Còn nếu như chúng ta có thể giúp mà chúng ta không giúp, thì ở đó chính chúng ta là con người keo kiệt, là con người bỏ sẻn, là con người rất là chấp hữu, chấp ngã. Còn nếu nó theo xã hội, tức là con người dị kỷ, chỉ biết riêng của mình thôi, chứ không có quan tâm đến những cái đau khổ của thai nhân hay là của đồng loại, thì đây là một vấn đề lớn. Mà cái điều đó thì nó không phải là trong cuộc đời, nó rất 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 là nhiều. Thì kính bạch thượng tọa, đây là câu trả lời của chúng con là vậy. Nếu có điều gì cần bổn túc thì kính cung tin thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ cái trường thì đó thưa quý vị, đau khổ và hạnh phúc là hai đề tài rất lớn, rất là quan trọng trong Phật pháp. Chúng ta phải nhìn với rất là nhiều góc cạnh khác nhau. Ở đây hôm nay thưa quý vị, chúng ta học về hai thuộc tính bi và tùy hỷ đó. Thì chúng tôi muốn nhắc quý vị Phật tử là quý vị quan hỷ xem lại bài học số 47 và Abhidhamma 47 nói về thuộc tính vô si hay là trí tuệ. Lẽ ra thì trí tuệ đặt ở sau cái bi và tùy hỷ, nhưng mà do lời yêu cầu của thượng tọa thượng siêu, do đó sau cái thuộc tính vô sân thì chúng tôi lại để cái thuộc tính vô si hay là trí tuệ. Và quý vị cố gắng đọc, tại vì theo trong thắng pháp thì là đặt ở sau bi và tùy hỷ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp Buddha Dhamma. Kính thưa chư tôn đức đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Mô Bụt Thầy. Bích thầy á, sa thủ lành thai. Con lăng nhận thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân tâm đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt điểm trời chắc phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tường đúng chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Yang kincir kusala kamang kapa pagiri yang memangkaye nawaja manas. Sate sukatang katang Yeta pasanyino artiye Yasata asanyino katang Bunya palang mayang Sapi aki pawantute Yeta katang suwi